Dạ, sư cho con hỏi là khi một vị mà chứng nên niết bàn rồi đó thì những cái oan trái của vị đó với những chúng sanh khác thì sẽ hết, nhưng mà hôm qua nghe câu chuyện là hoàng hậu vẫn phải trả cái nghiệp khi mà đã đốt vị Phật độc giác đó, thì cho con hỏi là vị Phật độc giác đã viên tịch niết bàn thì nghiệp thì vẫn phải trả, còn cái việc mà gọi là oan trái đã mất đó, nó có liên quan gì đến nhau không sư? Tức là cái nghiệp thiện hoặc bất thiện mình làm đến đối tượng mà đối tượng đó đã nhập niết bàn rồi thì mình vẫn phải chịu quả báo. Nó khác là khác ở chỗ như thế này, là khi vị đó nhập niết bàn rồi thì sau này mình thiếu đi cái đối tượng gọi là oan gia trái chủ. Cái đối tượng mà mình thù ghét thì đối tượng đó nó không còn nữa, mà chỉ còn những cái quả báo, tức là thiện hay bất thiện mà mình làm cho họ thôi. Chính vì như thế đó, cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã viên tịch Niết Bàn rồi. Nhưng mà khi chúng ta suy tưởng về ân đức của Phật, chúng ta vẫn có được phước báo. Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn, chúng ta vẫn có phước báo. Chúng ta cúng dường đến Thế Tôn, chúng ta vẫn có phước báo, mặc dù Đức Thế Tôn Ngài đã viên tịch rồi. Cho nên mình thiếu là mình thiếu cái đối tượng để sẽ trở thành kẻ thù của mình. Chứ còn mà các cái việc thiện ác mình làm đến với họ thì mình đều sẽ nhận lãnh cái quả báo tương xứng.